Ở trên những dẻo cao, con đường đến trường của các em học sinh bình thường đã gặp khó khăn. Trong những ngày giá rét như thế này, khó khăn nhân lên gấp nhiều lần. Tại những điểm trường vùng cao, bên cạnh nghị lực của các em để đảm bảo việc dạy và học, thầy cô giáo cũng phải nỗ lực rất nhiều. Trên những đỉnh núi cao, nhiều em phải đi học từ lúc tờ mờ sáng. Con đường đến trường đầy gian nan. Để vượt qua những dãy núi sương mờ bao phủ, nhiều em đã phải đi chân trần, mặc không đủ ấm. Quãng đường đến trường có thể hàng chục cây số. Sáng thì gió to, rất là lạnh. Mẹ chuẩn bị cơm và quần áo. Để bảo đảm sức khỏe cho các em khi trời quá lạnh, các điểm trường trên núi cao phải lùi thời gian học và hỗ trợ thêm quần áo cùng các thiết bị sưởi ấm. Ở những thôn bản vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, giáo viên phải đến từng nhà vận động các em đến lớp. Nếu mà mưa gió thì cũng phụ thuộc học sinh. Lúc cũng phải chờ đấy, mà lấy đến 8 giờ thì học sinh mới đến đầy đủ. Vì một số là ở rất là xa cho nên là giáo viên phải chờ. Những năm gần đây, việc học bán trú được mở rộng, các em được ăn ở tại trường nên việc giữ ấm cho học sinh cũng thuận lợi hơn. Thầy cô, phụ huynh cũng có điều kiện chăm sóc các em hơn. Tình trạng các em bỏ học là chấm dứt hoàn toàn. Đấy, cái thứ hai là cái tình trạng là các em đến trường thiếu thốn về cơ sở, về quần áo, về đồ dùng dạy học, đồ dùng học tập là thiếu, thì bây giờ khắc phục được hết. Đấy. Cái thứ ba là cải thiện cái bữa ăn của các em. Những ngày này nhiệt độ giảm sâu nhưng ở trên những đỉnh núi, các em vẫn rảo bước đến trường, các em cũng ấm áp hơn với những bộ quần áo mới và sự quan tâm của mọi người.